Fanpage 10.000 người theo dõi của nam ca sĩ Jack ra thông báo dừng hoạt động sau 3 năm, nguyên nhân vì sao? Fanpage của ca sĩ Jack với hơn 10.000 lượt theo dõi bất ngờ đăng tải một bài viết dài thông báo đóng cửa sau 3 năm hoạt động. Được biết, fanpage biệt đội Thảo Mai chia sẻ, suốt thời gian đồng hành của Jack thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên vì nhiều lý do nên mọi người không thể tiếp tục hoạt động fanpage này và phải đi đến quyết định dừng hoạt động. Fanpage chia sẻ lý do chia tay với nam ca sĩ rằng mọi hoạt động của page biệt đội Thảo Mai sẽ phải ngừng tại đây vì công việc và cuộc sống riêng. Tụi mình không còn cảm thấy hứng thú và sự đồng cảm về âm nhạc nên không thể tiếp tục ủng hộ các dự án trong tương lai của Jack. Hơn hết, tụi mình không còn chung quan điểm cũng như góc nhìn cuộc sống để tiếp tục ủng hộ Jack trong khoảng thời gian sắp tới. Động thái của fanpage này ngay lập tức đã khiến không ít người bàn tán xôn xao, phải chăng có liên quan gì đến những lùm xùm gần đây của nam ca sĩ.